Theo thống kê, mỗi ngày, kênh đào Suez có 107 con tàu vận chuyển hàng hóa cỡ lớn đi qua từ cả hai hướng với tổng trọng tải lên tới 6,3 triệu tấn mà không cần chờ đợi. Đây là bước nhảy vọt về số lượng tàu vận chuyển hàng ngày mà trước đây vốn chưa từng có. Kết quả này đạt được chỉ vài tuần sau khi kênh đào Suez đạt doanh thu hàng tháng cao nhất trong lịch sử vào tháng 1 năm 2023 là 802 triệu đô. Khoảng 12% thương mại toàn cầu được vận chuyển qua kênh đào Suez, tương đương với gần 1,5 tỷ tấn hàng hóa mỗi năm. Kênh đào nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ được mở vào năm 1869 là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Ai Cập. Năm 2022, doanh thu của kênh đào này đã tăng lên 7,9 tỷ đô. Đây là doanh thu ngành hàng hải hàng năm cao nhất trong lịch sử của nước này và của cả thế giới. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của các kênh đào trên thế giới. Mỗi năm có hàng tỷ tấn hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đi qua các kênh đào để đến với các quốc gia, các khu vực trên khắp địa cầu. Nếu như các nước gần biển xây dựng các kênh đào, nghĩa là họ đã có một phần lợi thế về doanh thu từ các tàu thuyền đi qua. Song, đó chỉ là lợi ích trên giấy tờ. Thực tế, những nước sở hữu các kênh đào như là Ai Cập hay Cộng hòa Panama hiện nay đều có thể dễ dàng làm khó các tàu thuyền của nhiều quốc gia theo phe phái đối lập với họ trên mặt trận chính trị. Và cũng từ đó, thì những nước có kênh đào đi qua cũng đồng nghĩa là nắm giữ trong tay một thứ quyền lực vô hình, khiến nhiều quốc gia khác phải dè chừng và đứng ngồi không yên. Đó chính xác là tầm quan trọng của kênh đào, một trong những tuyến đường giữ vai trò lớn trong việc xoay chuyển cán cân quyền lực, địa chính trị trong khu vực. Và điều này đã chứng minh không phải ngẫu nhiên mà Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã có một eo biển trời cho là Bosphorus, nhưng họ vẫn tham vọng xây dựng thêm một dự án mới, một kênh đào gần sát eo biển tự nhiên. Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Dự án Điên Rồ thay thế eo biển trời cho. Nếu như biết sơ về địa lý của Thổ Nhĩ Kỳ, chắc hẳn là chúng ta đều thắc mắc rằng một đất nước ven biển mà có eo biển chủ chốt trong khu vực như vậy đã là cái sự ưu tiên của Chúa Trời ban cho rồi. Vậy thì tại sao lại xây thêm kênh đào làm gì? Trước tiên, hãy cùng phân tích một chút về tầm quan trọng của eo biển chiến lược Bosphorus mà Thổ Nhĩ Kỳ từng xem tất cả. Nhìn trên bản đồ địa lý, Bosphorus quả thực là một eo biển rất quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng và nối vào eo biển đen của các nước nằm gần đó nói chung. Có thể nói rằng Istanbul giàu lên một phần là nhờ có nó. Giao dịch giữa những quốc gia Á Âu trong khu vực này diễn ra vô cùng sôi nổi. Tàu chở hàng bên ngoài đi vào eo biển này để đến với Ukraine, Moldova và ngược lại. Giao thông thủy trên eo biển này cũng là con đường duy nhất có thể chuyển hàng tới Ukraine với số lượng lớn. Thế nhưng bao nhiêu đó thì vẫn chưa khiến Thổ Nhĩ Kỳ thỏa mãn về lợi ích. Khi tổng thống nước này là ông Recep Tayyip Erdogan công bố sẽ tiến hành xây dựng kênh đào Istanbul, tháng 6 năm 2021, ông Erdogan hứa hẹn viên đá đầu tiên khởi động công trình đào con kênh mới này sẽ được đặt xuống sớm thôi. Mục đích của con kênh này cũng sẽ chỉ đơn thuần như bao nhiêu kênh đào khác. Tổng thống tiết lộ sẽ có 6 cây cầu bắc qua con kênh. Hai thành phố mới sẽ được kiến thiết ở hai bên bờ của tuyến đường thủy nhân tạo, tô điểm cho diện mạo của Istanbul. Kênh đào sẽ kết nối biển đen ở phía bắc Istanbul với biển Marmara ở phía nam thành phố này, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển giao thương giữa tuyến đường biển Địa Trung Hải với các nước trong khu vực biển đen. Đồng thời thì con kênh mới này sẽ giảm bớt lưu lượng vận tải trên eo biển Bosphorus, một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, và ngăn ngừa các sự cố tương tự như tàu chở hàng Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez của Ai Cập. Điều này đồng nghĩa với việc là nếu kênh đào Istanbul được hình thành thì nó sẽ chia lửa với eo biển Bosphorus, ngăn chặn tối đa các rủi ro, và phần nào đó là sẽ tác động tích cực tới nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ khi mà lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua lại chắc chắn là sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên thì không có bất cứ một công trình vĩ đại nào trên thế giới được xây dựng mà không vấp phải sự phản đối. Sáng kiến của chính quyền Erdogan đã bị các nhà hoạt động môi trường cũng như giới quân sự, thị trưởng thành phố Istanbul và cư dân nhiều lần lên tiếng phản bác và chỉ trích mạnh mẽ. Bởi một dự án tiêu tốn gần 15 tỷ đô chỉ để xây dựng một con kênh bên cạnh một eo biển tự nhiên là quá vô lý, là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Ngoài chi phí khủng,
các nhà hoạt động môi trường cũng đã lên tiếng về nguy cơ tiêu cực của công trình này có thể tác động tới con người, tới sinh vật và môi trường sống xung quanh thành phố quan trọng Istanbul. Thứ nhất, bởi vì con kênh này sẽ được đào trong một khu vực có nhiều cây cối, nơi có các nguồn nước ngọt quan trọng nhất để kết nối với các hệ thống cấp nước của thành phố từ nhiều thế kỷ này. Nếu như nguồn nước này bị tác động thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đó là một trong những lý do mà tại sao thị trường hiện tại của Istanbul thuộc đảng đối lập trung hữu CHP đã chống lại dự án, bởi có đến tận 40% nước của thành phố đến từ phía châu Âu, nơi có con kênh đảo trong tương lai. Và chính việc chưa thể đánh giá được những tác động tiêu cực đến nguồn nước ngọt cho Istanbul chính là nút thắt đầu tiên khiến cho dự án bị phản đối một cách gay gắt. Thứ hai, vấn đề ảnh hưởng đến môi trường có thể còn nghiêm trọng hơn nữa, vì con kênh mới có thể sẽ làm đảo lộn trạng thái cân bằng tự nhiên của dòng chảy và dòng chảy ngược chiều giữa biển Đen và biển Marmara. Một số chuyên gia dự đoán rằng con kênh nhân tạo sẽ hoạt động giống như một ống si phông hút các vùng nước ô nhiễm của biển Đen và cuối cùng sẽ đổ ra Địa Trung Hải. Trong thời điểm mà cả thế giới đang đề cao những vấn đề môi trường, mặc dù tính khả thi và tiềm năng của dự án kênh đảo Istanbul đã được chứng minh, thế nhưng những rào cản về công nghệ xử lý chất thải cũng như những tác động tiêu cực đến môi trường chính là những rào cản mà khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thế nhưng, dù bị phản đối trên khắp các mặt trận, những gạch đá nhận được từ tuyên bố trên không khiến Tổng thống này lung lay ý chí. Có chăng ông đang ấp ủ một dự tính gì đó thâm sâu hơn? Đòn bẩy chính trị thâm hiểm của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ngay lúc viên gạch đầu tiên của công trình tỷ đô này còn chưa được đặt xuống, thì các quan chức của Nga đã như ngồi trên đống lửa. Bởi khi kênh đào này được đưa vào sử dụng, Nga cho rằng bản thân sẽ phải đối mặt với hiểm họa lớn. Nó có thể khiến cho chiến hạm của Mỹ và NATO không tuân thủ hiệu lực của Công ước Montreux năm 1936 với những điều khoản hạn chế sự tiếp cận của tàu chiến nước ngoài tới Biển Đen thông qua eo biển Bosphorus. Công ước Montreux được thông qua vào năm 1936, quy định duy trì quyền tự do đi lại qua eo biển cho các tàu buôn của tất cả các nước, cả trong thời bình và thế chiến. Tuy nhiên, có các quy định khác nhau về việc đi lại của tàu chiến đối với các quốc gia thuộc Biển Đen và không thuộc Biển Đen qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo công ước này, thì tàu của các quốc gia không có cửa ra Biển Đen có thể ở trong vùng nước của khu vực này không quá 21 ngày. Ngoài ra, thì công ước còn quy định những hạn chế đáng kể về trọng tải của tàu. Tổng trọng tải của tất cả các tàu chiến không thuộc Biển Đen mà ở lại Biển Đen thì không được lớn hơn 30.000 tấn hoặc 45.000 tấn trong các điều kiện đặc biệt. Thế nhưng, quan trọng nhất đó là không quá 9 tàu chiến nước ngoài với tổng trọng tải là 15.000 tấn có thể đi lại qua eo biển Bosphorus bất kỳ lúc nào và không một con tàu nào nặng hơn 10.000 tấn có thể đi qua. Điều này sẽ đồng nghĩa là các hàng không mẫu hạm và tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ không thể đi qua eo biển này để vào Biển Đen. Việc tự đào ra một con kênh có thể cho phép Thổ Nhĩ Kỳ có một con đường mới để ra vào Biển Đen mà không chịu sự chi phối của Công ước Montreux năm 1936. Vì đơn giản, đó là công ước đó chỉ áp dụng với eo biển Bosphorus chứ đâu có hề áp dụng với kênh đảo Istanbul này đâu. Và nếu chính quyền Ankara cho phép, thì các tàu thuyền của NATO có lượng giãn nước trên 10.000 tấn có thể tự do đi qua nó vào Biển Đen và Nga chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Trong khi đó, các biên đội tàu đổ bộ tấn công và tàu sân bay của Mỹ có thể hiện diện trong vùng biển sân sau của Nga. Điều này có thể dẫn đến việc quân sự hóa Biển Đen khi NATO mở rộng sự hiện diện của mình ở đây, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng thù địch từ Nga. Có thể người đứng đầu nhà nước Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã lên ý tưởng dựa vào công ước này để tạo ra một thứ quyền lực vô hình. Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh hai mặt của Mỹ và NATO, điều đó thì ai cũng biết. Họ cực kỳ thân thiết với nước Nga. Eo biển trời cho Bosphorus đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ luôn đứng thế cửa trên mỗi khi yêu cầu các yêu sách từ Nga. Và nếu kênh đảo Istanbul thành hình thì quyền lực của Thổ với đất nước xứ Bạch Dương sẽ tăng lên cả trăm ngàn lần, không chỉ trong ngắn hạn mà là đến mãi mãi. Và biết đâu, ở một cục diện khác, để đảm bảo lợi ích của mình tại Biển Đen, Nga sẽ buộc phải bơm cho Thổ Nhĩ Kỳ vài tỷ rúp chẳng hạn. Chắc là chỉ sau vài lần như vậy thì dự án khổng lồ sẽ hoàn vốn và bắt đầu sinh lời. Hoặc là biết đâu, đây cũng có thể là kế hoạch giữa Mỹ, NATO và Thổ Nhĩ Kỳ, hợp tác ba bên cùng có lợi. Tất cả có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Tuy nhiên,
vẫn chưa có hành động cụ thể nào chứng minh cho các giả thuyết trên là đúng. Dù nhiều nhà phân tích đều đã liệt kê những diễn biến có khả năng xảy ra nhất, nhưng dù sao đi nữa thì phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ thu được một món lợi khổng lồ, vừa đáp ứng được các tiêu chí phát triển như Tổng thống đưa ra, lại còn thỏa sức mặc cả với các nước có liên quan nếu muốn. Nó sẽ diễn ra như một cuộc đấu giá chính trị. Nga và Mỹ cần phải nhanh tay để lấy lòng Thổ Nhĩ Kỳ về quyền và quy định ở kênh đào. Và kênh đào Istanbul lúc đó sẽ là một đòn bẩy chính trị ép cả Nga và Mỹ phải vào cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu mọi thứ diễn ra theo cục diện đầu tiên, Nga hoàn toàn không có lợi, vì ngoài Thổ Nhĩ Kỳ thì Mỹ là cái tên đầu tiên có thể sẽ đạt được lợi ích quan trọng hơn hết. Khi kênh đào Istanbul ra đời, nó sẽ trở thành cánh tay đắc lực để Mỹ mở rộng uy quyền của mình trong khu vực Địa Trung Hải. Nó có thể tấn công Nga theo một hướng mới nếu như nước này biết tận dụng thời cơ và làm hài lòng người bạn trong khối NATO. Như vậy, kênh đảo Istanbul có liên quan mật thiết đến việc thiết lập vòng vây của Mỹ và NATO với Nga, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích an ninh quốc gia của Nga. Do đó, cả Moscow lẫn Washington đều cần phải tranh thủ Ankara nhằm đạt được mục đích của mình. Hiện nay khó có thể đoán được chính xác vị thế của Hoa Kỳ sẽ thế nào trong vài năm nữa khi mà sự việc xây dựng kênh đảo hoàn thành. Tuy nhiên, có thể thấy rằng Washington sẽ kiên quyết đòi tự do hóa việc đi lại của tàu chiến. Cách tiếp cận kiểu này phù hợp với chiến lược của Mỹ trong việc kiềm chế Nga và tương ứng với quan điểm chính của phe phá đất nước này rằng Biển Đen sẽ nên mở cửa cho tất cả các quốc gia và không có hạn chế. Đối với bản thân chính quyền Erdogan, một mặt họ hứa sẽ không từ bỏ công ước, thế nhưng mặt khác thì lại nói rằng quy ước này chẳng liên quan gì tới con kênh đào mới. Và điều này thì có thể có nghĩa là hạn chế duy nhất đối với việc đi lại của tàu chiến vào Biển Đen sẽ vẫn là khoản thanh toán các dịch vụ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây chắc chắn là những sự mặc cả, những sự đấu đá chính trị mà nước Thổ Nhĩ Kỳ dành cho những gương mặt muốn đầu xuôi đuôi lọt qua kênh đảo Istanbul, bao gồm cả các nước NATO. Trước nguy cơ chào đời của kênh đảo Istanbul, công ước Maastricht có thể sẽ trở nên vô nghĩa và không còn giúp Nga chiếm lợi thế như trước đây nữa. Trong những năm gần đây, NATO thường xuyên di chuyển các tàu qua eo biển để vào Biển Đen nhằm duy trì sự hiện diện và tăng cường sức mạnh, nhưng họ đã không thể đưa được các tàu sân bay hoặc tàu ngầm lớn nhất của mình vào Biển Đen. Sự hiện diện của Hải quân phương Tây ở Biển Đen luôn gây sự khó chịu cho Moscow. Do đó, chính phủ Nga ủng hộ công ước lâu đời này như một cách tốt nhất để hạn chế sự hiện diện của Hải quân NATO. Cộng đồng quốc tế cũng có thể gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu mọi vấn đề pháp lý phải được làm rõ trước. Liệu con kênh này sẽ được ghi vào Maastricht hay sẽ thuộc Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển? Thậm chí, nó có thể trở thành một tuyến đường thương mại thuần túy chỉ dành cho tàu dân sự. Mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng hay vẫn chưa được quyết định. Thế nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì sự ra đời của kênh đảo trước mắt sẽ sớm trở thành núi tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ. Còn nếu như đây không phải đòn chính trị đánh vào Mỹ và Nga, thì điều này vẫn khá dễ hiểu, bởi Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cơ hội mở rộng đáng kể lực lượng hải quân của mình. Họ đã có quân đội lớn thứ hai trong NATO và rõ ràng họ cũng muốn có một hạm đội lớn với tàu sân bay cỡ lớn đủ cạnh tranh với mọi lực lượng hải quân khác, kể cả là Mỹ. Điều này sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sức mạnh quân sự lớn hơn ở Biển Đen và đối với các nước quanh lục địa Á-Âu. Xung quanh vấn đề này cũng có ý kiến cho rằng trước khi đợi động thái cụ thể của Thổ Nhĩ Kỳ là nước này không phải đệ tử của Mỹ. Do đó, bất kỳ sửa đổi nào mà chính quyền Ankara có thể đề xuất hoặc đồng ý sẽ có lợi cho chính họ, chứ không nhất thiết là cho các đồng minh phương Tây. Ankara có lẽ sẽ không nhận thấy bất kỳ một lợi ích nào đối với sự hiện diện của các tàu chiến từ Mỹ, Anh hoặc Pháp ở Biển Đen và Đông Địa Trung Hải. Nhưng nước này sẽ chỉ lấn át khát vọng trở thành kẻ thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực này mà thôi. Cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau. Sở dĩ nói như vậy là vì dự án kênh đảo Istanbul vẫn còn khá hi hoắt. Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi công dự án này trong bối cảnh đất nước gặp khó khăn về kinh tế khi dịch Covid-19 hoành hành. Tổng thống nước này đã kêu gọi sự đầu tư từ các nước lớn, trong đó có Nga, Trung Quốc, Hà Lan, v.v. Với Trung Quốc, đất nước này đặc biệt quan tâm tới việc tài trợ cho dự án và thông qua sáng kiến vành đai con đường của họ. Công trình này sẽ thúc đẩy đáng kể thị phần của Thổ Nhĩ Kỳ trong thương mại toàn cầu. Các nhà đầu tư của Trung Quốc vốn không thờ ơ với sự phát triển cơ sở hạ tầng của Istanbul. Thành phố này liên kết địa lý giữa hai lục địa Á-Âu. Hiện nay,
China Merchants Group và các đối tác khác đã hoàn tất một thỏa thuận để mua lại phần lớn cổ phần được thỏa thuận ban đầu trong cây cầu thứ 3 bắc qua Bucharest và các con đường kết nối của nó với giá là 688 triệu đô. Có được sự hợp tác kịp thời này vì Thổ Nhĩ Kỳ là nước ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến đầy tham vọng do Bắc Kinh dẫn đầu và đã ký một biên bản ghi nhớ với Trung Quốc vào năm 2015 nhằm điều chỉnh sáng kiến hành lang giữa của riêng mình nối Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu với Trung Quốc thông qua tuyến đường Đông Tây xuyên Caspia. Với hành động bắt tay hợp tác và sự vào cuộc của một quốc gia phương Đông ở dự án nắm giữ chiến lược quân sự địa chính trị quan trọng thế này, Mỹ chắc chắn là cũng sẽ phần nào thấu hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Thổ Nhĩ Kỳ, người bạn trong khối NATO, lần lượt qua lại với các phe phá đối lập của Mỹ, từ lấp liếm việc cho Mỹ hưởng một phần lợi ích bành trướng quân sự tại Biển Đen, nay lại công khai cùng Trung Quốc đầu tư cho kênh đào. Chưa kể tới mục tiêu thực sự mà chính quyền Ankara muốn là gì. Thế nhưng một khi Trung Quốc đã nhúng tay vào dự án này, thì nó sẽ càng bó hẹp quyền lợi của Mỹ tại con kênh. Bởi Trung và Mỹ thì vốn không đội trời chung từ bấy lâu nay. Điều này có lẽ sẽ gia tăng thêm căng thẳng về tính chính trị giữa các nước lớn với nhau. Vậy thì liệu Nga có cơ hội ăn bánh uống trà, xem kịch trong diễn biến sau này hay không?